Xin chào mọi người. Hiện tại thì anh em mình vừa mới về thêm được một chiếc Mixer Midas M32 phiên bản phim trắng. Con này thì đời 2021, còn khá là đẹp. Đầy đủ nguyên bản, còn cả hai ốp nhá. Anh em mình vừa mới tháo ra để vệ sinh cũng như là test thử và kiểm tra chất lượng linh kiện cho mọi người. Tất cả những con bàn trước khi mà mình gửi đi cho tất cả các bạn thì mình sẽ tháo máy. Thì vì đây này là bàn bãi thì mình tháo ra thì mình mới dám khẳng định và mình mới dám bao zin và bao test cho mọi người để và dám bao cho mọi người đây là một thiết bị mà đã chưa từng qua sửa chữa nha. Đấy. Tất cả fader thì trước khi mà mình gửi đi cho mọi người thì mình đều test rất là kỹ. Đấy. Fader phải nhẹ nhàng. Đó. Thì mình mới gửi đi cho anh em được. Đấy. Đây. Đây là phần effect này. Đó. Magic, đây là phần magic. Đặc điểm của con Mixer M32 này thì nó là dạ khá thông minh, dễ dùng, thân thiện với lại người sử dụng. Và nó có rất là nhiều chức năng. Và cái chức năng xử lý của nó rất là nhanh. Tại vì sao em bảo nó thân thiện? Tại vì nó rất là nhanh. Nó sử dụng cực kỳ dễ luôn. Những người mới chơi vẫn có thể sử dụng nó một cách thuần thục. Chỉ cần anh em hiểu, am hiểu một chút về tiếng Anh và cũng như là các cái từ ngữ ở trong cái lĩnh vực âm thanh ấy. Đấy, từ ngữ đấy, ví dụ như input, loud, mix, high cut, loud cut rồi là các chế độ đấy thì anh em có thể sử dụng con bàn này rất là thuận, rất là dễ sử dụng luôn ấy. Trước khi vào setup thì mình sẽ kiểm tra qua sơ bộ một chút về mạch linh kiện cũng như là chất lượng của con bàn này. Con này là con bàn bãi, năm sản xuất của nó là 2021. Đây, cho anh em xem đấy, chip ARM xịn nhá. Đó. Của thương hiệu ST, của công ty ST sản xuất thì đó có một video mình cảnh báo anh em là hiện tại thì cũng có một số những cái đơn vị đang bán hàng nhái trên thị trường Việt Nam giá rất là thấp. Giá chỉ có tầm hơn 40 triệu thôi. Mà những cái con bàn bãi như này giá đã hơn 40 triệu rồi. Thì bàn mới thì chỉ có 40 triệu thì anh em phải lên cân nhắc nha. Đó, thực thì giá trị thực của nó khéo còn không đến 40 triệu đâu. Khéo còn rất là thấp. Anh em cẩn thận mua những cái đơn vị uy tín. Giống như ở miền Bắc này thì có thể mình cũng chưa biết đơn vị nào nữa, nhưng mà có thể anh em qua bên mình. Thì mình một đơn vị cũng khá là, cũng không phải dạng nhỏ, cho nên là anh em yên tâm. Hoặc là anh em có thể mua hàng trực tiếp của Hoàng Bảo Khoa, hoặc là anh em có thể nhờ mình. Bên mình sẽ hỗ trợ lấy hàng trực tiếp từ bên Hoàng Bảo Khoa ra và giao cho anh em và hướng dẫn anh em tuning setup. Thì cái đấy là một cái điều anh em cũng khá là thích, tại vì là bên mình hỗ trợ setup cho anh em, hỗ trợ tuning hệ thống và hướng dẫn anh em sử dụng con bàn này. Đấy là một cái điều mà anh em cũng khá là thích. Tất nhiên là bàn thì cũng có rất là nhiều người bán, nhưng mà người ta không hỗ trợ được. Thì đôi khi anh em mua con bàn này và anh em không làm được ra đúng chất của nó thì nó lại là một câu chuyện khác. Ở đây thì mình hướng dẫn anh em con bàn này từ A đến Z. Khó đâu hướng dẫn mình, mày gọi cho mình hướng dẫn cho anh em, rất là nhiệt tình luôn. Tất cả những khách hàng mua hàng bên mình thì đều được hướng dẫn hết. Đấy. Tất cả các phím này đấy, mình đã test đầy đủ chức năng hết rồi. Fader lên xuống gọn gàng. Và điều đặc biệt là con bàn này ấy, giá hợp lý mà nó có sẵn nguyên một bộ magic ở trong con bàn này. Có nghĩa là anh em sắm con bàn này anh em không phải sắm crossover nữa. Tại vì trong đây nó có đầy đủ các dốc cắt này, có cả định dạng cắt này và có cả delay. Rất là hay. Đó. Đối với con bàn M32 này, M32 Lite này thì nó có 16 input và 8 output, có 6 bộ magic code. Thì anh em có thể cắt, ví dụ như đây là loa led right trái phải này, loa monitor này, loa sub cho xa, loa sub này cho ở trên sân khấu này, sub side field, hoặc là đây này, loa side field ở đây là dành cho sub. Anh em có thể xếp áp sub and file thì anh em có thể một kênh trước và một kênh sau. Rất là dễ. Nói chung là 6 cổng thì cũng đủ cho anh em làm những chương trình vừa, nhỏ nhỏ, xinh xinh, đẹp đẹp. Còn những chương trình lớn thì anh em phải dùng crossover ngoài. Đầy đủ com gate, lao cắt, hai cắt, view, gate, equalizer. Đấy, view này, equalizer của từng mic một. Đó. Đấy, anh em muốn chỉnh EQ của mic nào thì anh em bấm vào select của mic đó, sau đó anh em sẽ bấm vào view để nó hiện cái bảng cái cần EQ ở đây. Đấy, có lao cắt này, hai lao cắt này. Đó, lao cắt này.
Đó, anh có thể lao cắt này. Đó. EQ của nó thì rất là thông dụng. Và đặc biệt cái bộ effect của con này nó rất là hay. Ở đây nó hỗ trợ lên đến 4 bộ effect. Và trong cái gói effect này nó có hàng mấy chục bộ effect. Anh em tha hồ lựa chọn. Và bên mình sẽ tặng anh em một cái bản preset sẵn mà bên mình cài đặt rồi. À, anh em dùng code cũng được, anh em không dùng code cũng được. Tại vì là mình đã cài đặt sẵn rồi. Anh em không dùng code, anh em dùng sẵn Let's Ride ở đằng sau. Đây, quay vào đằng sau cho anh em xem. Đây là bản số 100% nhá anh em. Đó. Ở đây thì nó có sẽ có từ out 1 cho đến out 78. Out 78 là đi thẳng luôn. Đấy, không qua magic, chỉ qua master tổng thôi. Đó. Ở đây nó có thêm 6 đường ốc in và 16 đường input. Đấy, bằng jack Canon. Thì tổng nó có 24 line. Đó, và out out thì nó cũng có 6 out. 6 out này. Đó. Và ở đây nó có thêm những cái cổng, ví dụ như anh em có thể dùng Ultranet. Đấy, Ultranet là sử dụng những cái loa của hãng hoặc những cái loa sử dụng tín hiệu bằng Ultranet, cổng mạng. Thì anh em có thể sử dụng cái đường dây mạng này. Đấy, routing cho nó về cổng Ultranet để nó phát tín hiệu trực tiếp ra dây loa của hãng hoặc những cái loa được sử dụng tín hiệu bằng cổng quang này. Thì tiếng nó rất là hay và không bị sôi, đấy, không bị delay, không bị nhiễu. Đấy, hoặc là anh em có thể dùng qua bốc. Bốc thì hiện tại đây. Đây, mình anh em có một con bốc này. Đấy, anh em cắm dây cắp mạng. Thì nếu anh em sử dụng bốc thì nó có hỗ trợ anh em ngồi trước mixer ngồi xa lên đến cả 100m. Đấy, 100m mà không bị delay. Cũng sử dụng cắp mạng, nhưng anh em phải dùng cắp mạng xịn nhá. Anh em có thể ngồi xa được 100m. Còn ví dụ như anh em dùng cắp linh này, cắp linh cơ học, thì anh em có thể dùng tối đa đến tầm khoảng 35-50m. Là em khuyên trong cái trường hợp tối đa là 35-50m là sẽ không bị delay. Còn nếu mà dùng quá xa ấy, thì sẽ nhất là suy hao tín hiệu này, cái thứ hai là sẽ bị sôi và u xe. Đây, đây là sản xuất của em nó 2021, tháng 4 2021 này. Đối với con bàn này thì theo hình thức thì của em thì nó còn khá là đẹp. Phím trắng. Đấy, ngay kể cả những cái phím trắng này này, nó cũng khác so với cái phím trắng mà cái video trước em có lấy một chiếc bàn mà hiện tại giá rất là rẻ trên thị trường Việt Nam. Em đã có nhờ người mua thử về thì chất lượng so với cái con này nó khác hoàn toàn. Đấy, bên mình có máy dao động tần số. Mình cắm thẳng trực tiếp vào những cái đường out này này. Mình đẩy kịch fader lên thì những cái con bàn xịn ấy, cái độ dao động của nó chỉ có tầm, nó đẩy ra chỉ có 1V thôi, 0.01V. Nhưng đối với cái con nhái kia nó lên tới 10V và lệch nhau 9V. Khi anh em đỉnh đẩy kịch lên như này này thì nó sẽ bị vỡ tiếng ở cái cục công suất của anh em. Nó vẫn ra tiếng nhưng mà khi mà đánh ở ngoài trời, đánh ở công suất lớn thì nó sẽ bị vỡ tiếng, nó không thể nào giữ gọn được chất tiếng như con màn xịn này. Cho nên anh em lưu ý nhá, mua hàng thì lên mua những cái địa chỉ nó uy tín và nó có địa chỉ rõ ràng. Chứ anh khuyên anh em là không lên đặt niềm tin vào những cái chỗ mà ví dụ người ta quay phim chụp ảnh, nó không có một cái chỗ nào nó gọi là độ tin tưởng cho anh em. Khi anh em xuống tiền sau này anh em ví dụ có trục trặc gì anh em gọi lại người ta thì cũng mua một lần là xong thôi, tại vì cũng không thể nào biết được địa chỉ người ta, không có cửa hàng, không có uy tín gì anh em ạ. Cho nên tốt nhất là anh em lên mua những cái địa chỉ mà nó khá uy tín một chút, đắt một chút nhưng mà sau này anh em không bao giờ phải suy nghĩ một vấn đề gì hết ấy. Người ta làm ăn nó có uy tín này, không ai để một con bàn này mà bán rẻ cả uy tín cả cuộc đời của người ta. Ok, cảm ơn anh em đã xem và tham khảo của video bên mình nhá. Anh em nào mà lần đầu tiên mà xem kênh của mình thì hãy nhớ đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới nhất mình đăng trên kênh của mình hàng ngày. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Anh em nào mua bàn này thì liên hệ trực tiếp số điện thoại ở góc dưới màn hình. Ok, bye bye.